Rồi đó, Giang ngã tuẩn luôn. Đó, y chóc như bác Lucali nữ luôn. Để em copy cái tên lại coi. Bữa mình nhớ mình copy cái tên rồi mà. Giang A Tùng. Đó. Không thằng nào chơi 5 đồng nhỉ. 5 đồng giờ này vẫn mới sướng. Đó, 5 đồng nè em. 5 đồng đang gặp Thiên Vương Bang nè. Đang rất là khó. Chỉ cần gõ một cái vào người là bật ngựa anh em ạ. Chỉ cần gõ một cái vào người là bật ngựa. Nếu mà không đánh trúng vào người là ngũ độc ăn anh em ạ. Ngũ độc không cần bút bùa anh em ạ. À có bút bùa nè. Đồ bút bùa được luôn mới ghê chứ. Giỏi dữ ta. Ngũ độc này giỏi dữ ta. Bút được bùa luôn mới ghê chứ. Ứng ăn thật cái nè. Anh ngũ độc này ứng ăn được bút được cái bùa luôn mới ghê chứ. Anh lì cứ khiêm tốn. Ok Bá Long thanh cao nha. Bé Nam mà thua Nico hồi nãy à. Hay quá, dạ tụng hay quá. Như vậy bữa năm rồi là chiến thắng cô chủ nhỏ anh em ạ. Đó, anh em hãy cổ vũ cho cao thủ Ngũ Giang A Tuấn một like anh em. Kèo đấu kỳ hệ. Mà tin chắc rằng tỷ lệ thắng của Ngũ Độc thì nó dưới 50% anh em ạ. Nó rất là thấp. Không cho cái mặt lên. Chào bác Nguyễn Thế Hành nha. Chào bác Dương Bùi nha. Nay bác với vô like của em nha bác Dương Bùi. Chào bác Nguyễn Văn Duy. Chúng ta có thể thấy là Ngũ Độc đang cố gắng chạy nãy giờ anh em ạ. Mỏi kia mỏi chân ngựa lắm rồi. Ở cái giải đấu này thì thể lực nó có tác dụng. Phục hồi thể lực nó có tác dụng nên là Ngũ Độc nó chạy xé gió luôn anh em ạ. Năm độc win hả? Rồi ok. Năm độc này đã chiến thắng Quý 8 tuổi nha anh em. Có lẽ nào thì lại thắng một Thiên Vương Bang nữa. Thực sự là hệ kim nó hơi bị nhục nhã anh em ạ. Hệ kim nó hơi bị nhục nhã luôn á. Nếu mà lần này mà Thiên Vương Bang thua nữa là hệ kim hơi bị nhục nhã luôn anh em ạ. Đổi ạc thi nhẫn đao 90-12 kill lấy 5 độc gần tương đương. Những người đam mê 5 độc thì giờ toàn thích BK không anh em ạ. Cẩn thận anh em, cẩn thận anh em. Nói rồi, chạy 5 phút 59 giây. Chỉ cần 1 giây cuối cùng sơ hở thì Ngũ Độc cũng có thể thua anh em ạ. Nên chúng ta đợi chờ đến phút 90 nha anh em. Người ta nói là 90 phút thì cũng còn phút bù giờ nữa anh em ạ. 30 chưa phải là Tết anh em ạ. Thiên Vương không hết thể lực đâu bác ạ. Thiên Vương nó mang cái nhẫn phục hồi thể lực 9. Không hết thể lực đâu bác. Chào bác Thuận Duy nhé. Chào bác Trọng Ca nha. Anh em xem like này tặng cho mình một like nhé anh em. Anh em bình luận dự đoán đi anh em. Nói chung là Ngũ Độc thì nếu mà đừng để bị đánh trúng một cái nào thì vẫn có cửa ăn. Bác Long Thanh Cao rồi. Bác dự đoán thử coi là Thiên Vương Bang có thể ăn không mấy Long Thanh Cao. Đó 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 đó. Tí nữa trúng anh em ạ. Trúng cái là về vườn luôn. Không tốc biến chặn đầu là thua. Nó có tốc biến nhé. Nhưng được cái Giàng A Tú nó đi con ngựa chiếu dạ Ngọc Sư Tử. Chiếu dạ vĩnh viễn này thì chỉ giá hơn 2 triệu. Còn chắc là ông Giàng A Tú này chắc mang con ngựa có hạn sử dụng 15 ngày. Này, mấy trận đấu kia Hoàng Thế Tân cũng chưa thấy lên bảng vàng luôn kìa em. Hoàng Thế Tân cũng chưa lên bảng vàng kìa. Không biết là Hoàng Thế Tân gặp phái nào mà chưa thấy lên bảng vàng luôn kìa. Bác Long Thành Cao rồi. Bác Khải bình luận thử coi là nếu mà bác vào cầm mặt thì Ngũ Độc này có thua ngay vào luôn được không. Năm độc mua nửa dừng thể lực. Năm độc có phục hồi thể lực bác ạ. Có phục hồi thể lực nên là nó chạy vậy đó bác ạ. Chúng ta thấy Ngũ Độc chạy xé gió nãy giờ anh em. Chết nè, chặn đầu nè. Chỉ cần một cái anh em ạ. Gặp Nga Mi chứ phải nào. À đang chắc đang gặp Nga Mi hả. Gặp bé Nana đâu phải. Nó chạy nhanh phun trận ông nội tôi cũng đánh không được. Bác Trùm BK Thiên Vương Bang đã có bình luận trên Facebook anh em ạ. Nó chạy nhanh, phun trận, ông nội nó cũng đánh không được.
soi đồ đi, từ từ bác, tí em soi cho bác. Để tí em soi a giòn a tuộng cho anh em xem. Để chúng ta coi ngũ độc chạy như thế nào á. Chào bác Nguyễn Thanh Huỳnh nha. Sắp hết giờ anh em ạ. Theo như mình nhận định thì chắc còn khoảng hơn 1 phút nữa thôi. 1 phút nữa thôi anh em ạ. Thì ngũ độc chỉ cần chạy phiêu vô hình thôi anh em ạ, không cần đánh gì hết, không cần bút bùi gì hết. Gặp Nico, à đúng quên, gặp Nico, quên. Gặp Nico anh em ạ. Giang A Tuấn chiến thắng anh em ạ. Như vậy là Hoàng Thắng Tân chiến thắng luôn. Hay lắm anh em ạ. Như vậy là như vậy thì chúng ta thấy là không có bất ngờ nào, sẽ có rất là có nhiều bất ngờ anh em ạ. Thiên Vương 3 thua ngũ độc, không thể nào tin được anh em ạ. Thắng được cũng không khỏi hết nhục. Chúng ta thấy Thiên Vương 3 và thua ngũ độc anh em ạ, thực sự là không thể nào tin được anh em. Vậy mới nói hay anh em ạ, kỵ hệ nhưng chưa chắc là ăn anh em ạ. Bằng sắc 74, cái đào cũng ứng ăn á. Hữu lý 13, hữu lý 19, làm chậm 30, 13, 19 anh em ạ. Phục hồi thể lực 9, đây cái dòng phục hồi thể lực này có tác dụng này. Phục hồi 40 này, 38, 19 này. Phục hồi thể lực 5 hình như chạy xé gió, đúng rồi. 95 chạy sao hết thể lực được. Làm chậm 30, 30, 50, 80 làm chậm anh em, 80 làm chậm. Nhưng nói chung thì nếu mà cái ngũ độc này gặp ngang mi cũng khó ăn anh em ạ. Ngang mi cũng khó ăn ha. Thắng băng 19, 19, 13 ha. 19 với 13 cũng được nè. Thổ thì cần gì mà mộc hả? Đâu kích được ta? Thổ cần gì kích anh em nhỉ? Thổ cần hỏa kích hả? À, thổ cần hỏa kích, phải kích được nè. Kích được kháng băng nè. Này, kích được kháng băng nè. Như vậy vòng thứ 5 sắp bắt đầu anh em ạ.